chào quý vị và các bạn. Mở đầu tuần mới, chỉ có một vài nơi vùng núi phía Bắc trời vẫn còn nhiều mây và có mưa rải rác. Còn tại Trung Du và Đồng Bằng, trong đó có thủ đô Hà Nội, trời đã có nắng từ sớm và khá oi bức. Mức nhiệt ngoài trời lúc này ở vào khoảng 27 đến 29 độ. Cảm giác oi bức sẽ càng lúc càng tăng lên vì đến trưa chiều nay, cường độ nắng có xu hướng mạnh hơn, kéo theo nền nhiệt cao nhất trong ngày tại Bắc Bộ cũng sẽ tăng thêm từ 1 đến 2 độ so với ngày hôm qua, lên ngưỡng 33 đến 35 độ. Oi nóng cục bộ xảy ra ở một số nơi như là Hòa Bình và thủ đô Hà Nội. Ở miền Trung, ngày thứ hai đầu tuần, cùng với sự phát triển và mở rộng của hoàn lưu vùng thấp nóng, mức nhiệt cao nhất ngày hôm nay ở Trung Bộ cũng sẽ tăng nhẹ, phổ biến từ 33 đến 35 độ. Riêng các huyện vùng núi phía Tây, khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị sẽ xảy ra nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao 36 đến 37 độ. Lưu ý về chiều và tối, ở khu vực phía Nam Trung Bộ, mưa dông sẽ xuất hiện nhiều nơi, tập trung tại các tỉnh từ Bình Định trở xuống đến Bình Thuận. Cần đề phòng trong mưa dông đi kèm với lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa dông cũng là thời tiết cần lưu ý ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ do ảnh hưởng mạnh của rãnh áp thấp có trục từ 9 cho tới 11 độ vĩ Bắc. Vì thế, trong chiều và tối, trên cả hai khu vực tiếp tục xuất hiện mưa rào và dông. Mưa xuất hiện nhanh kèm theo dông sét và gió giật mạnh, vì vậy quý vị nên chủ động đề phòng. Nhưng thời gian mưa thường lui về chiều, còn trong khoảng từ sáng cho đến trưa trời vẫn có nắng, thậm chí ở khu vực Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh còn khá nóng bức với mức nhiệt lên cao 32 đến 34 độ. Còn với khu vực Tây Nguyên, mức nhiệt cao nhất trưa chiều ở vào khoảng 29 đến 32 độ. Trên biển, rãnh thấp đi qua vùng biển phía Nam tiếp tục gây thời tiết xấu, mưa dông kéo dài trên các vùng biển khu vực giữa và Nam Biển Đông. Vùng biển huyện đảo Trường Sa, khu vực biển từ Bình Thuận cho đến Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan. Tàu thuyền lưu ý khi lưu thông ở các khu vực trên. Còn tại phía bắc của Biển Đông cũng như là huyện đảo Hoàng Sa, thời tiết tốt, an toàn cho tàu thuyền. Bản tin thời tiết sáng ngày 12 tháng 7 cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.